quý vị, đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 97% tiến độ trong tổng diện tích 410 ha. Khối lượng mặt bằng rất lớn nhưng thực hiện chỉ trong vòng 1 năm là nỗ lực đáng ghi nhận. Vướng mắc lớn nhất cần được tháo gỡ hiện nay chính là việc tìm kiếm mặt bằng bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là vấn đề nổi cộm được đưa ra tại buổi giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc triển khai dự án này. Tại huyện Hóc Môn, dù các hộ dân đã bàn giao 100% mặt bằng để triển khai dự án, nhưng đến nay vẫn còn hơn 20 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường vì nhiều lý do khác nhau. Còn tại huyện Củ Chi, Bình Chánh và thành phố Thủ Đức, vấn đề liên quan đến điều kiện tạm cư, tái định cư hay giải quyết các trường hợp nguồn đất lấn chiếm cũng đang gặp vướng mắc. Ví dụ mặt bằng tái định cư là 1 tỷ mốt, người ta chỉ bồi thường tổng kinh phí về đất chỉ có 500 triệu thôi. Không cho người ta trả chậm thì không thể cấp giấy và không thể tái định cư cho người dân. Bình Chánh kiến nghị đủ điều kiện bố trí định cư thì phải có nơi ở. Còn vấn đề nộp tiền bỏ chủng đất thì chúng ta phải tính tùy theo cái khả năng người dân, cái thời gian có thể tối đa 5 năm. Với cái nền tái định cư á, thì Thủ Đức chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Thì vừa rồi chúng tôi có văn bản xin đó, là hướng dẫn, Sở Tài chính hướng dẫn cái cách thu tiền, nộp tiền như thế nào, do tài khoản nào để quản lý cái này. Tại số tiền cũng tương đối lớn. Thực tế cho thấy một số khó khăn vướng mắc hiện nay không nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định pháp luật hiện hành. Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết cần có sự linh hoạt và vào cuộc tích cực từ nhiều phía. Nghị định 79 này đúng là cũng không được, tại vì nó không cho trả góp mà nó chỉ cho chậm trả tiền sử dụng đất, tức là ra nhưng mà cho nợ tiền sử dụng đất trong 5 năm thôi, nhưng mà có đối tượng hẳn hoi chứ không phải ai cũng được. Thì cái này cũng là một trong những vấn đề vướng mắc. Rồi thuê mua thì đối với chung cư lúc trước thì có trả góp, nhưng sau này trong luật lại không cho, nó chỉ cho bán, thuê hoặc cho thuê mua. Nếu mà mình cứ cứng là cái diện tích đó bắt buộc phải như vậy thì nó sẽ khó cho người dân cũng ủng hộ mình chứ không phải là không ủng hộ, nhưng mà họ không đủ cái khả năng để họ rất muốn được mua nền để họ ổn định được cuộc sống, nhưng mà như vậy thì chúng ta nên có cái phương án, cái sự vào cuộc của các cơ sở, của các cái đơn vị có liên quan, nó mới hỗ trợ để chúng ta có thể thực hiện nhanh được cái dự án này. Cái quá trình mình bị anh em mình làm bị cuốn hút vô cái chuyện làm công tác tuyên truyền rồi đo vẽ rồi chi trả cho bà con thì chúng ta lại nó chưa đồng bộ ở cái khâu là chúng ta thí dụ xây dựng cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bố trí nền tái định cư cho bà con. Nếu chúng ta làm song hành luôn á, phân công công việc rõ ràng không song hành luôn thì tôi nghĩ rằng đã giao cho bà con mà đến giờ này khả năng á, từ tháng 4 đúng không? Thì khả năng bà con giờ người ta có nhà có cửa thì về ta ở rồi, không phải đi tạm cư. Chắc chắn chúng ta phải cùng nhau hoàn tất cái phần khối lượng còn lại của công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trong đó thì như các đại biểu cũng đã biết rồi thì không phải là tất cả đều có những cái đồng thuận tuyệt đối, vẫn có những trường hợp có những cái kiến nghị, những cái của người dân. Thì hiện nay thì Sở Tài nguyên Môi trường rồi các cái ban chỉ đạo thành phần 2 cũng như các địa phương cũng đang tập trung để lắng nghe, chia sẻ với người dân và tiếp tục tháo gỡ. Dự kiến trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất. Các gói thầu xây lắp còn lại cũng sẽ đồng loạt được thi công. Công tác chuẩn bị vật liệu xây dựng cũng đang được triển khai. Phấn đấu đến cuối năm 2025, hoàn thành cơ bản tuyến cao tốc và cuối năm 2026, hoàn thành đường song hành và các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, để dự án hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, việc cần làm trước mắt là các bên liên quan cần nhanh chóng phối hợp, tìm lời giải cho những vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người dân.